Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Glam Glam Cavalier của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Chữ D. Còn đây là đen. C. Chữ A. Chữ A. Chữ L. Chữ I. Chữ E. Và chữ cuối cùng trong cái tên này sẽ là chữ S. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ ghép những cái chữ mà mình vừa mới ghép được vào trong cái phần dây này theo thứ tự từ dưới lên. Chen. Chữ C. Bây giờ thì mình sẽ ghép tiếp cái phần hạt lòng màu đỏ. Màu trắng. Màu hồng. Màu tím. Chữ Glam Glam. Cuối cùng chữ C.
Được, như vậy thì các bạn sẽ thấy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc vòng tay này rồi, và các bạn có thể tham khảo cái cách làm này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.